Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trên Thái Bình Dương rộng lớn, những cơn bão hoành hành như những con thú khổng lồ, chúng hung dữ khắp mọi nẻo đường, mang đến những mối đe dọa và thách thức to lớn. Ngày 24 tháng 8, cơn bão Doksuri mạnh thứ 2 trong lịch sử đổ bộ vào Phúc Kiến. Còn trong ngày 25 tháng 8, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của chính quyền nhân dân thành phố Phúc Châu thông báo rằng thành phố này đã phải chịu một hiện tượng thời tiết đặc biệt hiếm gặp. Và lượng mưa hàng ngày ở Phúc Châu đã phá vỡ kỷ lục lịch sử về lượng mưa hàng ngày lớn nhất kể từ các hồ sơ khí tượng. Hiện tượng thời tiết đặc biệt hình thành dưới ảnh hưởng của bão khiến mưa kéo dài liên tục và dày đặc, càn quét mọi ngóc ngách của thành phố. Sự xuất hiện của Doksuri khiến đường phố trở thành Phúc Châu ngập trong nước và dường như có cơn mưa bất tận từ trên trời rơi xuống. Tại thị trấn Đông Phương, Phúc Thanh, lượng mưa tích lũy lên tới 444,5mm, lập mức cao kỷ lục ở Phúc Châu. Khi cơn thịnh nộ của thiên nhiên ập đến mọi ngóc ngách của thành phố, những phương tiện đó bị mắc kẹt trong vùng nước ngập, tạo thành một hình ảnh đau lòng. Đau lòng hơn nữa là một chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt trong vùng nước ngập, ngọn lửa thắp sáng cả bầu trời đêm. Trong chốc lát, cả thành phố như chìm trong cảnh tượng của ngày tận thế. Đối mặt với cơn bão dữ dội như vậy, thành phố Phúc Châu đã phải triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 1 với mưa bão, khẩn trương tổ chức công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đồng thời nỗ lực hết sức để đối phó với thảm họa do lũ gây ra. Đội cứu hộ đã nhanh chóng đến nhiều khu vực bị thiên tai khác nhau để thực hiện các hoạt động cứu hộ. Lính cứu hỏa bất chấp mưa lớn xông vào vùng nước ngập sâu, di rời người dân mắc kẹt đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ vất vả sửa chữa đường dây điện bị gió giật đứt và khôi phục một phần nguồn điện. Các tình nguyện viên bất chấp mưa gió phân phát đồ cứu trợ cho người dân vùng thiên tai, gửi hơi ấm và hy vọng. Họ là những người bảo vệ thành phố, niềm hy vọng trong thảm họa và những người đàn ông dũng cảm đi ngược gió. Tuy nhiên, những thảm họa do bão gây ra còn nhiều hơn thế. Ở tất cả các ngõ ngách của Phúc Châu, nhiều gia đình đã phải chịu tổn thất nặng nề. Nhà cửa của gia đình bị lũ cuốn trôi, tài sản bị thiêu rụi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tai họa là tàn nhẫn, nó sẽ không thương xót kẻ giàu và người nghèo. Đối mặt với cơn bão này, mọi công dân đều bình đẳng và cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của nhau. May mắn thay, người dân thành phố Phúc Châu đoàn kết và thống nhất, thể hiện sự ngoan cường và tinh thần chiến đấu của người dân Trung Quốc. Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Các tình nguyện viên được tổ chức một cách tự phát để giúp đỡ và an ủi người dân vùng thiên tai. Các cơ quan chính phủ tích cực triển khai các hoạt động cứu hộ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Những lúc như vậy, sự gắn kết và sức mạnh của Phúc Châu mới được phô diễn trọn vẹn. Tuy nhiên, mối đe dọa của cơn bão vẫn chưa kết thúc và công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Phúc Châu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trong những ngày tới, cơn bão Kanu đổ bộ có thể mang đến những thử thách mới cho thành phố. Chính quyền các cấp và người dân phải duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho công cuộc phòng chống mưa lũ và chuẩn bị cho các cơn bão xảy ra trong thời gian tới. Mong sao bão Kanu không mang thêm thiên tai để người dân Phúc Châu bình an vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 8 theo giờ Bắc Kinh, một video về những đám mây xuất hiện ở Nội Mông, nơi bị nghi ngờ là điểm báo của một trận động đất đã nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng, thu hút sự chú ý thảo luận của mọi người. Có thông tin cho rằng vào ban ngày, ngày 25 tháng 8, một đám mây hình vòng cung rất gây sốc xuất hiện trên Thông Liêu, Nội Mông từ xa so với mặt đất. Có vẻ như có một đường gió đang di chuyển nhanh chóng từ Tây sang Đông. Sau khi xem xong, nhiều người dân đã vô cùng sửng sốt trước hình dáng độc đáo của nó. Vừa chiêm ngưỡng còn đăng tải đoạn video lên mạng, cư dân mạng sau khi xem đã lo lắng không biết đám mây kỳ lạ này có liên quan đến động đất hay không. Bởi trong dân gian luôn tồn tại những truyền thuyết về sự tồn tại của mây động đất, ví dụ như trước và sau động đất sẽ xuất hiện những đám mây lạ. Về vấn đề này, bộ phận địa phương đã đưa ra một lời giải thích. Các chuyên gia khí tượng cho biết, căn cứ vào tình hình tại hiện trường và quá trình theo dõi của họ, những cụm mây tương đối hiếm gặp mà bạn nhìn thấy thực chất là một loại dông bão đang tiến đến gần. Loại cụm mây này thường chỉ xuất hiện trong trường hợp thời tiết đối lưu cực mạnh, chủ yếu là do độ ẩm trong không khí rất đầy đủ.
được hình thành do luồng không khí lạnh và không khí nóng ẩm thoát ra ngoài khi tụ lại cùng nhau trông rất đáng sợ. Sự xuất hiện của chúng thường biểu hiện dưới dạng thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh. Đối với đám mây động đất mà mọi người đề cập thực ra không có cơ sở khoa học và thiếu dữ liệu hỗ trợ đầy đủ. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng nó không liên quan đến động đất và các thảm họa khác, không cần quá lo lắng. Cũng trong ngày 25 tháng 8, Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đã đưa ra cảnh báo mưa dông đỏ thứ hai trong lịch sử, đồng nghĩa với việc trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông siêu to, lượng mưa thậm chí có thể lên tới 400mm. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của sức mạnh còn sót lại của bão Doksuri, cộng với sự hỗ trợ của bão Kanu có thể từ biển vào nên biểu hiện là mưa xối xả. Mặc dù Nội Mông nằm sâu trong đất liền nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Đợt thiên tai này tuy không có sức tàn phá lớn như động đất nhưng vẫn sẽ có những tác động hủy diệt như lốc xoáy và nước lũ trên núi. Cho nên, trước tiên vẫn phải chú ý phòng hộ, không cần ít đi ra ngoài. Theo tin tức ngày 25 tháng 8 theo giờ Bắc Kinh, siêu bão Doksuri đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Hà Nam là nơi đầu tiên gánh chịu hậu quả của một cơn lốc xoáy và thiệt hại tại hiện trường là rõ ràng. Cư dân mạng bắt đầu lo lắng liệu điều này có dẫn đến mưa bão lớn và lũ quét vào năm 2021 hay không. Trong một thời gian, chủ đề này đã nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng. Chúng ta biết rằng kể từ sáng ngày 25 tháng 8, siêu bão Doksuri này đã suy yếu nhanh chóng kể từ khi di chuyển lên phía Bắc từ Giang Tây, khi đi qua An Huy và đi vào Hà Nam. Nó đã suy yếu từ một xoáy thuận thành áp thấp nhiệt đới. Về cơ bản, vòng đời của nó như một cơn bão đã kết thúc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sức tàn phá của nó kết thúc tại đây. Khi tàn dư của nó đi xa hơn về phía Bắc vào ngày hôm qua, nhiều nơi ở Hà Nam có lốc xoáy và các mảnh vỡ sau khi bị gió mạnh thổi bay vương vãi khắp nơi. Theo dự báo mới nhất, theo hiệu ứng hoàn lưu hiện tại, ước tính trong 3 ngày tới, các khu vực đồng bằng trung tâm như Hà Nam, Bắc Kinh và Thiên Tân rất có khả năng hứng chịu siêu bão và thiên tai lũ lụt trên núi. Các khu vực này cũng đã điều chỉnh ứng phó khẩn cấp với mưa lớn và thiên tai lên mức ứng phó cao nhất ngay từ đầu. Kể từ khi Đài Quan sát Khí tượng Trung ương thiết lập cơ chế đưa ra cảnh báo vào năm 2010 và kể từ khi được đưa ra một lần vào năm 2011, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ thứ hai trong lịch sử. Đó là do hầu hết các vùng trên cả nước sẽ có mưa to đến rất to, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa to 250-400mm, kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió giật mạnh. Tính đến tối ngày 25 tháng 8, có thể thấy nhiều nơi như Nam Lạc và Phổ Dương ở Hà Nam xuất hiện lốc xoáy, các mảnh vỡ của tòa nhà bay khắp nơi, những tấm tôn lớn cũng rơi ra, tia lửa bay khắp nơi. Khung cảnh này không khỏi khiến người ta liên tưởng trực tiếp đến thảm họa mưa lớn ở Hà Nam năm 2021. Vì vậy, nhiều người bày tỏ hy vọng Hà Nam có thể chống chọi được và mong mọi người đều bình an vô sự. Tuy nhiên, ngôi nhà chưa phải là điều đáng lo ngại nhất, bởi theo dự báo mới nhất, cơn bão số 6 Kanu trên biển cũng đã mạnh lên và có thể đổ bộ vào Trung Quốc bất cứ lúc nào, tạo thành tình trạng bão kép. Nếu đúng như vậy thì bắt đầu từ bão Tali, sẽ có một bộ ba cơn bão mạnh và sức mạnh sẽ tăng dần. Cũng có thể thấy rằng con người về cơ bản vẫn không thể đối phó với thiên tai. Mùa hè năm nay không chỉ có nhiệt độ cao hiếm có mà còn liên tục xảy ra thời tiết khắc nghiệt, môi trường trên thế giới đang dần trở nên rối loạn. Các chuyên gia dự đoán rằng những thảm họa thời tiết có thể xảy ra trong vài năm qua mới chỉ là bắt đầu. Trong tương lai, những tình huống tương tự sẽ xảy ra thường xuyên hơn và sẽ có nhiều thảm họa thời tiết khắc nghiệt hơn. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, Bảo Định trải qua những trận mưa lớn liên tục. Tính đến 13 giờ trưa ngày 26 tháng 8, lượng mưa lớn nhất tại khu vực đô thị chính của thành phố Bảo Định đạt 179,8mm. Đây là một trận mưa lớn. Trung tâm Dịch vụ Thoát nước Bảo Định đã ngay lập tức tổ chức tất cả các thành viên trong đội khẩn cấp nhanh chóng điều động đến các điểm ngập nước khác nhau ở thành phố Bảo Định, kéo theo các tấm chắn nước mưa, nạo vét và làm sạch các công trình thoát nước, đồng thời loại bỏ nước ngập. Trung tâm Dịch vụ Thoát nước Bảo Định đã khởi động trạm bơm nước mưa để bơm và thoát nước mưa, tăng công suất xử lý của nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn và xử lý nước mưa ban đầu. Phát huy hết tác dụng chức năng chỉ huy và điều phối của Trung tâm Quản lý Thông tin Kỹ thuật số về thoát nước và chống lũ lụt, giám sát thời gian thực ngập nước của các cầu hầm và các đoạn đường dễ bị ngập nước trong khu đô thị chính của thành phố Bảo Định và thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ khẩn cấp. Được biết, Trung tâm Dịch vụ Thoát nước Bảo Định đã cử hơn 600 nhân viên cứu hộ khẩn cấp và hơn 80 thiết bị và phương tiện cứu hộ khẩn cấp để xử lý nước ngập trong khu đô thị chính của thành phố Bảo Định.
giảm thiểu ngập úng đô thị và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống thoát nước thành phố Bảo Định và sự an toàn về tài sản của người dân. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!